Có bao giờ các em tự hỏi mình đã tìm hiểu hết về thành phố nơi chúng ta đang sống chưa? Ngay giữa thành phố, nó được phủ lên vẻ xô bồ hoa lệ, tiềm ẩn trong đó là những nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử của hoài niệm. Và những nơi cổ kính sống chầm uất giữa ồn ào náo nhiệt của xe cộ, giữa dòng đời và dòng người. Nơi nào ư? Quyết tâm hẹn gặp lại tất cả các em.